Xin chào anh chị em, chúng ta cùng nhau đọc và tin mừng Thánh Mắt Theo chương 1, chương 25 câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có năm cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả nửa đêm có tiếng la lên chú rể kia rồi ra đón đi bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn các cô dạy nói với các cô khôn rằng xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi các cô khôn đáp sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy chín nữ kia cũng đến gọi: "Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với." Nhưng người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy, anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào." Kính thưa anh chị em, Chúng ta đã có quen về dụ ngôn 10 cô trinh nữ trong tin mừng Thánh Matthew. Dụ ngôn về 10 cô trinh nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng nằm trong cái vanh mặt mạch của lời cảnh báo Đức Giêsu về việc phải canh thức. Vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào chưa đến. Và số phận mỗi người của chúng ta tùy thuộc vào sự khôn ngoan hoặc ngu dại. Đó là việc biết sống tỉnh thức và sẵn sàng hay không. Những trinh nữ được giao nhiệm vụ thức canh vào ban đêm để chờ chàng rể đến. Họ phải giữ cho đèn không tắt và tỉnh táo suốt những canh dài cho đến khi chàng rể đến. Mỗi tín hữu chúng ta tuy có cùng khởi điểm đức tin và những ơn Chúa ban cần thiết để sống đức tin ấy trong đời sống. Bất kể trong tình trạng hoặc là hoàn cảnh nào, nhưng có những kết cuộc hoàn toàn khác. Tùy theo việc chúng ta đã chuẩn bị thế nào, tùy theo việc chúng ta đã hướng đời sống chúng ta đến đích cùng là được tham dự nước trời hay không? Thiên Chúa sẽ sẵn sàng đưa chúng ta vào dự tiệc cưới nước trời để sống trong sự hiệp thông phúc lạc và viên mãn với Ngài. Nhưng vấn đề là khi Ngài đến, chúng ta có đặt mình ở trong cái tình trạng sẵn sàng và phù hợp để cùng với Chúa đi vào trong tiệc cưới nước trời hay không? Điều đó tùy thuộc vào mỗi người chúng ta, tùy thuộc vào cách sống mà chúng ta chọn sống trong hiện tại hôm nay. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận đời đời của mình, không ai có thể làm thay cho chúng ta được. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong bài dụ ngôn đấy, à, cùng đi đón chú rể có 10 cô trinh ngữ. rồi sau đó cùng vào dự cưới. Các cô đều biết chàng rể chắc chắn sẽ đến. Các cô cũng tha thiết mong chờ chàng rể đến. Nhưng trong 10 chín nữ ấy có 5 cô khôn ngoan có tầm nhìn xa bao quát Biết tin lượng những cảnh huống sâu nhất có thể xảy đến trong việc chờ đợi chẳng rể, Đó là việc đến trễ đấy Vì thế cho nên phải mang theo dầu dự trữ Cũng không vô ích đâu Cần thiết thì sẵn dầu để mà sử dụng Bằng không thì mang vào luôn bàn tiệc cái hũ dầu đấy Không sao cả Sự chuẩn bị kỹ càng như vậy không với đấy Không phí công Dù có thể các cô ấy không sử dụng còn năm cô trên nữ kia vì chủ quan, vì tầm nhìn thấp. Quên mất điều quan trọng là chuẩn bị sẵn sàng. Tiên lượng những tình huống có thể xảy ra đến cho mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ đã giao cho các cô. Và nhờ đó các cô cũng được thỏa lòng mong ước với mình là được tham dự vào trong tiệc cưới với chú rể. Nhưng các cô các cô trở nên khởi dại vì chỉ mang theo đèn nhưng quên mang theo dầu. Cái sai lầm của các cô mà bài tin mừng à, mắt theo Thêu gọi là khờ dại này không phải ở chỗ các cô chảnh mạng vì đi đón chẳng rể nhá Hoặc là nghĩ rằng chẳng rể sẽ không đến nhá Mà ở chỗ các cô đã không biết tin lượng cho tình huống sâu nhất, cho tình trạng sâu nhất, không xoay sở kịp để chuẩn bị cho biến cố chẳng rể đến trễ. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn ngày hôm nay. Cái điều thú vị ở trong cái bài dụ ngôn này thưa anh chị em Đức Giê-xu việc à, 10 cô chinh nữ đều buồn ngủ rồi thiếp đi Khi chàng rể dường như đến trễ Vì tinh thần thì hăng hái nhưng mà khó xác thịt nó lại yếu đuối Cuộc sống của người tín hữu chúng ta cũng thế thôi Ai trong chúng ta cũng biết rằng là Cuộc đời này rồi sẽ qua đi như chiếc đèn lịm tắt Khi cạn dầu Ai cũng biết rằng sẽ có một lúc chú đến với mình trong biến cố chung cuộc của đời sống và mình được mời gọi cùng đi với người tham dự vào tiệc cưới nước trời với ngọn đèn sáng ở trong tay. Nhưng vấn đề là chúng ta đã chuẩn bị những gì để cây đèn của đời mình có thể cháy sáng vào chính cái lúc biến cố trọng đại khi Chúa đến với chúng ta. Có nhiều người nói vui vậy khi Chúa gọi con về, con không về, con không về. Nói vui thế thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái lời nhắc nhở nếu chúng ta còn vướng bận với những việc ở trần thế này nếu chúng ta chủ quan nghĩ rằng chú sẽ đến nhưng mà đến với ai chứ không phải đến với chúng ta thì sẽ là quá muộn sẽ là quá muộn lúc đấy chúng ta mới vội vã như năm cô khởi dạy đó chạy đi mùa rào giữa đêm như thế cơ hội đón chàng rể được tham dự thì cứ nước trời như thế sẽ vuột khỏi tầm tay thưa anh chị em bài tin mừng thế Matthew theo nói khi các cô kiếm được giàu về thì cửa đã đóng gõ cửa thưa ngài thưa ngài mở cửa cho chúng tôi với tiếng của người đáp tôi bảo thật các cô tôi không biết các cô là ai cả đây không phải là một sự phú phàng đấy không phải là một sự ăn miếng trả miếng nó làm nổi bật cái sự ngu dài của con người đánh mất cái cơ hội trọng đại nhất của cuộc đời của mình Chỉ vì sơ sót Chỉ vì chủ quan Chỉ vì nghĩ rằng Giàu đã đủ cho đèn của mình Để đón chẳng này đến Thưa anh chị em Như thế tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ Mà là sẵn sàng Chúng ta đang sống trong cái tư thế sẵn sàng Và số phận chung cuộc của mỗi người chúng ta Là chúng do chính chúng ta định đoạt Không ai có thể làm thay cho chúng ta được vì là ki tô hữu thôi thì chưa đủ. Việc năng chịu các phép bí tích thôi thì chưa đủ. Việc chuyên chăm thực hiện thực hành các cái công việc đạo đức thôi thì chưa đủ. Mỗi người còn phải tính đến việc rỗi linh hồn, phải chịu trách nhiệm về số phận đời đời của mình ngay từ bây giờ. Lúc này với những công việc mà chúng ta đang thực hiện, những công việc đó thưa anh chị em, nó có phải là một sự chuẩn bị tích cực như đang dự trữ dầu cho đèn. Cuối cùng có lẽ cái chi tiết gây bối rối nhất là vào lúc nửa đêm khi chàng rể đến ấy, năm cô khôn ngoan từ chối chia sẻ dầu cho những cô còn lại và bảo họ hãy đi tìm chỗ bán mà mua. Thưa anh chị em, nhiều người bảo đây là hành vi thiếu ái, không phải vậy đâu. Bởi vì Chúa đã dành cho mỗi người đủ thời gian để mỗi người có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Hoặc là chờ nước đến chân mới nhảy và nhảy không kịp. Khi thời gian đã cạn, dù có muốn thay đổi tình thế cũng đã trễ. Mọi sự trợ giúp trở nên vô ích. Họ buộc phải chấp nhận số phận. Số phận do chính họ đã có đã quyết định tỉnh thức sẵn sàng cho ngày Chúa đến hay không. Hoặc là cứ mê mẩn với những kế hoạch riêng của mình để rồi bị loại ra khỏi nước trời chúc anh chị em một ngày bình an trong chúa